Quy trình điều trị tủy cho răng sâu diễn ra như thế nào? Bước thứ nhất, bác sĩ sẽ gây tê và sau đó sử dụng mũi khoan để lấy sạch mủn răng bị sâu và tiến hành mở vào buồng tủy. Bước thứ hai, bác sĩ sẽ làm sạch tủy răng bằng cách lấy tủy hỏng ra khỏi chân răng bằng những chiếc châm nhỏ và bằng dụng cụ chuyên biệt. Sau khi tủy răng được loại bỏ hoàn toàn, sẽ tạo hình lại ống tủy và lấp đầy buồng tủy bằng vật liệu gút tapetra. Bước thứ ba, chúng ta sẽ tiến hành chám buồng tủy bằng các vật liệu chám bít. Sau đó, bác sĩ sẽ tạo hình lại miếng chám theo hình dáng cũ của răng. Và bước cuối cùng là bác sĩ sẽ test xem bạn có bị cộm khi ăn nhai hay không. Chú ý, sau khi điều trị tủy xong thì chúng ta nên làm răng sứ vì răng điều trị tủy rất là dễ vỡ các bạn nhé.